xế chiều nhạt miệng. Chấm ngay từng ớt cơ đó. Gây tê phê mê. Rodrigo Dias là người đã thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định theo một hợp đồng khoảng năm. Và trong những trận đấu gần đây của câu lạc bộ Nam Định thì trung phong này liên tục ghi bàn. Đó cũng là người được huấn luyện viên Văn Sĩ tuyên bố rằng rất phù hợp với lối chơi mà ông đã muốn gây dựng cho đội bóng của mình. Có nhiều yếu tố để chờ đợi cho một cuộc đối đầu rực lửa. Và tất nhiên là khi cầu thủ được chơi trên một sân đấu chật kín khán giả như thế này thì họ càng có thêm cảm hứng. Đây là Kiều Văn Hề, đợt tấn công đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội. Hùng Dũng không được, người vừa đánh đầu đó là Bruno. Mỗi khi bước vào một mùa giải kể từ khi lên chơi ở V-League 1 thì cơn đau đầu đối với đội ngũ huấn luyện và quản trị của đội bóng Nam Định luôn luôn xuất hiện về nhiều yếu tố. Và đặc biệt là trong năm nay, khi mà các cầu thủ trụ cột đã tạo nên rất nhiều những màn trình diễn đáng xem ở mùa giải năm ngoái, như Romelo, như Rafenson và Lê Sĩ Minh đã rời khỏi đây, thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Nam Định ở trận này gồm có thủ môn áo số 22 Hồ Văn Tú, cao thủ số 5 Lâm Anh Quang mang băng đội trưởng, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 10 Trần Mạnh Hùng, số 11 là Rodrigo, số 12 Đinh Văn Trường, số 23 Phan Văn Hiếu, số 29 Nguyễn Đình Mạnh, số 44 Wesley Dos Santos, số 77 Mai Xuân Quyết và số 91 là Ramos. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định là ông Nguyễn Văn Sĩ. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là ông Chu Đình Nghiêm, người đang cùng với đội bóng của mình đứng trước thách thức khi họ đọc ra mục tiêu cao ở mùa giải này, đó là vô địch ở tất cả các giải đấu mà họ tham dự trong đấu trường bóng đá quốc nội. Sau một mùa giải đánh mất chức vô địch vào tay của câu lạc bộ Viettel ở những cuộc chạy đua nước rút cuối cùng, thì chắc chắn là những sự bổ sung cho thấy tham vọng của câu lạc bộ Hà Nội đang được thể hiện một cách rõ rệt. Thêm một quả tạt nữa, người vừa phá bóng đó là Wesley Dos Santos. Lịch xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 30 Nguyễn Văn Công, cao thủ số 10 Văn Quyết mang băng đội trưởng, số 13 Trần Văn Kiên, số 15 Phạm Đức Huy, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 21 Trần Đình Trọng, số 37 Bruno Cunha, số 66 Nguyễn Văn Dũng, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 88 Đỗ Hùng Dũng và số 94 là Kiều Văn Hề. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội là ông Chu Đình Nghiêm. Và qua người khá hay của Quang Hải, đánh đầu. Như vậy là trong khoảng 3 phút thi đấu đã trôi qua thì câu lạc bộ Hà Nội đã có được 2 cơ hội từ những tình huống tạt bóng ở hai biên, và cả hai lần thì người dứt điểm đều là Bruno. Bruno là người đã ghi 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái trong áo của câu lạc bộ Viettel, đặc biệt là bàn thắng quan trọng nhất, bàn thắng mang về ngôi vị vô địch cho câu lạc bộ Viettel trên sân vận động Thống Nhất ở vòng đấu cuối cùng. Sau khi Pedro Paulo chuyển tới chơi cho các nhà đương kim vô địch Viettel thì Bruno đã lựa chọn cho mình một bến đỗ mới, đó là câu lạc bộ Hà Nội. Thực tế là trong năm 2021 này, việc lựa chọn tuyển chọn các ngoại binh của các câu lạc bộ, bất kỳ một đội bóng nào, đều sẽ vô cùng hạn chế. Đối với câu lạc bộ Hà Nội, họ quyết định lựa chọn những cái tên đã được thẩm định tại V-League từ các đội bóng đối phương. Bởi vào lúc này để tìm ra một ngoại binh đến từ nguồn ở bên ngoài V-League thì việc thẩm định về mặt chất lượng thực sự sẽ tốn khá nhiều thời gian và là một canh bạc đối với bất kỳ một huấn luyện viên nào. Giành được suất trụ hạng khi chỉ hơn câu lạc bộ Quảng Nam về chỉ số phụ. Đây là Ramos, người trở lại với V-League. Anh đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa
và xếp trên bình diện của ba cầu thủ ngoại binh mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã ký hợp đồng là Rodrigo, Vesley dos Santos và Ramos. Thì vai trò và vị thế của Ramos cũng như là Rodrigo chắc chắn hơn so với trung vệ Vesley mang áo số 44. Lúc này thì câu lạc bộ Nam Định vẫn đang thử việc một cầu thủ ở vị trí trung vệ, đó là Herman Herculano. Ramos và phối hợp cùng Rodrigo. Văn Hậu gặp chấn thương, cùng với đó là sự vắng mặt của Lê Văn Xuân cũng bởi lý do sức khỏe. Người đá chính cho cầu thủ Hà Nội ở vị trí bên cánh trái trong trận đấu này là Nguyễn Văn Dung. Ở mùa giải năm nay thì Nguyễn Văn Dung cũng đã thay đổi số áo của mình, anh đang mang chiếc áo số 66. Các cổ động viên của đội chủ nhà đang chờ đợi vào sức trẻ của những nhân tố mới trong đội huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Đối với các cầu thủ trẻ, nếu vượt qua được trận đấu đầy khó khăn ở vòng đấu khai mạc thì họ sẽ có nhiều lý do để tự tin hướng tới những vòng tiếp theo. Rồi là pha tranh chấp giữa Đình Trọng và Ramos. Trong những cuộc trao đổi gần đây nhất thì Đình Trọng cho rằng mình đã đạt đủ 100% để sẵn sàng trở lại. Điều mà câu lạc bộ Hà Nội cũng chờ đợi từ những cầu thủ như là Duy Mạnh trong thời gian tới đây. Ở hàng phòng ngự thì Duy Mạnh và Thành Trung đều không được đăng ký trong trận đấu này. Ramos quá người. Giovane phối hợp cùng Bruno. Và sân Thiên Trường đang không được tốt cho lắm. Lập bập trong những tình huống phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình. Đây là đường truyền của Bruno. Cả hai tân binh của câu lạc bộ Hà Nội là Giovane và Bruno đều đã ghi được 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Mà quý vị và các bạn đang theo dõi là trận đấu đầu tiên của vòng 1. 6 trận đấu còn lại sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Lần lượt các đội bóng sẽ có cơ hội để ra mắt với người hâm mộ trong những trận đấu chính thức. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đầy hào hứng cho sự trở lại của giải đấu V-League 1 2021. Thì trong những tháng vừa qua, sau khi kết thúc mùa giải 2020 thì đã có hàng loạt những câu lạc bộ thể hiện tham vọng của họ thông qua những bản hợp đồng mới cả trên băng ghế huấn luyện cũng như là ở các vị trí thiết yếu họ cần phải bổ sung. Năm nay sẽ là một năm mà chúng ta được chứng kiến sự trở lại của Kia Thi Sắc ở vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cũng sẽ được chứng kiến câu lạc bộ BKMX Bình Dương thi đấu dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, người sau 5 năm đã rời khỏi câu lạc bộ Than Quảng Ninh. SAB Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Đình Đức, một trong những câu lạc bộ đã rất nhanh tay nhanh chân trong thị trường chuyển nhượng, có được cho mình những bản hợp đồng chất lượng ngay sau khi mùa giải kết thúc cũng sẽ là một ứng cử viên đáng gờm. Xét về mặt tổng thể, mọi thứ sẽ là rất đáng xem. Và việc lựa chọn sân Động Thiên Trường cho trận đấu đầu tiên ngày hôm nay cho một sân động chật kín khán giả, và có thể sẽ là một trận đấu cống hiến nhiều về phương diện chuyên môn là một điều hoàn toàn phù hợp. Ở mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng có hàng công mạnh nhất, họ có 37 pha lập công sau khi kết thúc mùa giải, nhưng họ không phải là đội bóng đã lên ngôi vô địch. Viettel với 7 trận thắng 1-0 trong hành trình của mình đã chứng tỏ sự thực dụng tối đa và có được ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt Nam. Xuân Quyết. Mạnh Hùng. Khá hay. Mai Xuân Quyết. Đoán tốt
của Đức Huy. Ngăn chặn đường solo vừa rồi của Xuân Quyết. Xuân Quyết cùng với Xuân Tân đều là những cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang Seo lựa chọn và từ lửa trong hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 trong đợt tập trung gần nhất. Soát bóng trong những phút đấu vừa qua là 55% thuộc về đội khách, điều không mới. Người ta đã dự đoán là Hà Nội sẽ tiếp tục chơi với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của mình ngay trên sân Động Thiên Trường. Và đúng là với thực lực hiện tại thì lựa chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công sẽ là hợp lý với đội chủ nhà. Sân Thiên Trường cũng sẽ là sân đấu được sử dụng để phục vụ cho các trận đấu bóng đá tại SEA Games. Và nhìn vào điều kiện mặt sân vào thời điểm hiện tại sẽ có quá nhiều điều để cải thiện. V-League mới bắt đầu, nhưng để có những trận đấu thực sự chất lượng thì hàng loạt các sân đấu trên cả nước đều sẽ phải có được sự chuyển mình. Trên bình diện của V-League thì những sân vận động như là sân Hàng Đẫy, sân Thống Nhất và đó là sân vận động Bình Dương là những sân vận động có thể được đảm bảo và được các cầu thủ khá ưa thích bởi họ sẽ có được điều kiện tốt nhất để chơi bóng. Hàng loạt những sân đấu còn lại thì đều hầu hết gặp phải những vấn đề về chất lượng mặt sân. Như vậy là sau khi được chăm sóc thì Rodrigo đã có thể quay trở lại với trận đấu này. Người thực hiện quả đá phạt cho đội chủ nhà là Đinh Văn Trường. Xuân Tân, cầu thủ có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh cũng như là tiền vệ. Chưa có nhiều những pha bóng đáng chú ý kể từ đầu trận, Hà Nội đang gặp khó khăn với một điều kiện mặt sân không thực sự là lý tưởng cho lối chơi mà họ vẫn thường triển khai. Và xử lý là của Quang Hải. Quang Hải cố gắng tạo ra sự bất ngờ bằng đường chuyền hướng tới pha di chuyển của Bruno. Hà Nội đang có trong đội hình của họ 3 quả bóng vàng liên tiếp trong những năm vừa qua trong đội hình xuất phát. Quang Hải, Hùng Dũng và Văn Quyết. Ramos, cơ hội dành cho Rodrigo. Bóng đi chạy con dao cung thành của thủ môn Văn Công. Một pha bóng rất giống với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ở bàn thắng mở tỷ số của Diogo Pereira cũng trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Hà Nội trên sân Thiên Trường cách đây 2 năm. Nó cho thấy sự nguy hiểm của Rodrigo, khả năng vứt phá tốt và cú ra chân khá quyết đoán. Mỗi bên đều đã có những tình huống khiến cho hàng phòng ngự đối phương phải thót tim. Đầu tiên là tình huống đánh đầu của Bruno bên phía đội khách và vừa rồi là câu trả lời đến từ cú đá bằng chân trái của Rodrigo. 15 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua, tỷ số trên sân Động Thiên Trường vẫn đang là 0-0.
tấn công vừa rồi sẽ giúp cho các cầu thủ Nam Định có thêm được tâm lý thi đấu tự tin hơn, đặc biệt là ở những vị trí như của Hoàng Xuân Tân hay là Phan Văn Hiếu. Như đã nói, thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ rất hài lòng với màn trình diễn của Rodrigo, cho rằng đây là nhân tố rất phù hợp với lối chơi mà mình đang gây dựng. Vừa chạm đầu của Rodrigo, quả quyết đầy kinh nghiệm để vượt qua cầu thủ đối phương. Trên khán đài thì các cầu thủ Nam Định đang được sự hậu thuẫn to lớn từ các cổ động viên nhiệt tình của mình. Đá với một đội bóng mạnh như câu lạc bộ Hà Nội thì sức mạnh từ cầu thủ thứ 12 trên khán đài là điều vô cùng quan trọng. Trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ trong suốt chiều dài của giải 2020 chỉ ghi được 19 bàn thắng. Hôm nay thì họ không còn cả Domelo và Rafenson, đặc biệt là Rafenson người đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Quán quyết, cầu thủ cả bên đều khá vất vả cho những pha xử lý kỹ thuật của mình. Quyết với các cầu thủ trẻ thì khi thi đấu họ cần phải có được sự tự tin, nhưng đôi khi sự tự tin thái quá dẫn tới những pha xử lý thừa sẽ là phản tác dụng. Như vậy là Đinh Văn Trường có thể sẽ phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau khi phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng. Vàng đầu tiên của V-League 1 2021 thuộc về Đinh Văn Trường, được chuyển hỏng ở vùng giữa sân. Và nếu như trong bóng vừa rồi Đinh Văn Trường không phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng thì khoảng không là mênh mông với số 88 của câu lạc bộ Hà Nội ở trước mặt. Ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Mai Xuân Quyết. Tin xử lý trước 3 cầu thủ đối phương, một trong những niềm hy vọng lớn nhất của câu lạc bộ Nam Định trong những năm tới đây. Và đó cũng là một trong những cầu thủ được chờ đợi ở SEA Games sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì thủ môn Hồ Văn Tú của đội chủ nhà đang bị đau. Phút thứ 20 của hiệp 1, trận đấu trên sân vận động Thiên Trường vẫn đang có tỷ số 0-0. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, nó đang đón một lượng khán giả hết sức đông đảo với sân vận động Thiên Trường ngày hôm nay.
thật nhanh. Ramos. Biển sẽ thuộc về cầu thủ chủ nhà. Ở phía trên thì cầu thủ ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đang hết sức tích cực trong những đường tranh chấp, không muốn để cho các cầu thủ Hà Nội thoải mái triển khai bóng từ bên dưới. Văn Hiếu, Xuân Tân chuẩn bị khá hay. Hoàng Xuân Tân, ôi cú vào, chúng ta có thắng dành cho câu lạc bộ Nam Định và đó là Ramos. Tỷ số là 1-0. Một pha về bài bản ở bên phía hàng lang cánh phải, quả tạt được thực hiện bởi Xuân Tân và cao vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã bị hút về vị trí của Rodrigo. Bóng trôi tới vị trí của Ramos và công việc còn lại là vô cùng đơn giản. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Niềm vui của các cổ động viên Nam Định trên sân Đồng Thiên Trường. Một pha bóng tương đối là bập ở trong khu vực 16m50. Cú đệm bóng nhẹ nhàng mang về bàn thắng mở tỷ số. Áp lực của Rodrigo tạo ra với thủ môn Văn Công và Đình Trọng. Và cuối cùng thì Ramos là người được hưởng lợi. Bàn thắng đầu tiên của Vinh 1 năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Quả tạt của Hoàng Xuân Tân chạm vào chân hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tạo ra một quỹ đạo khó lường. 1-0. Sau khi hiệp 1 trôi qua được một nửa thời gian, đội chủ nhà đã vươn lên. Sau khi thủ môn Bùi Tấn Trường tới với câu lạc bộ Hà Nội ở trận 2 mùa giải năm ngoái thì Văn Công có rất ít cơ hội để thể hiện. Nhưng ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, anh được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trao cho những cơ hội có thể nói là vô cùng quan trọng. Ở pháo vừa rồi thì hàng loạt những yếu tố đã khiến cho tình huống trở nên bất ngờ. Và câu lạc bộ Hà Nội đã phải đón nhận trận bàn thua đầu tiên ở mùa giải 2021. Đây là Thành Trung và Duy Mạnh, những trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đều đang không thể thay thi đấu bởi chấn thương. Kiều Văn Hề nỗ lực là của Đỗ Hùng Dũng. Rodrigo phản công dành cho đội bóng vàng. Ramos, Mạnh Hùng tới vị trí của Rodrigo, động tác giả, có thể dứt điểm, không vào. Rodrigo đang chơi rất hay, tích cực nỗ lực di chuyển và xử lý bóng cũng tương đối mềm mại. Một nhịp làm động tác giả để vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh và tìm kiếm cho mình khoảng trống để có thể dứt điểm. Khó khăn về mặt kinh phí và không có nhiều sự lựa chọn, và khi mà người hâm mộ Nam Định vẫn còn rất nhớ Rafael Sơn thì có lẽ là trong ít phút thi đấu vừa qua, Rodrigo đã phần nào cũng đã chứng tỏ được niềm tin của mình đối với người hâm mộ sẽ được củng cố vững chắc hơn. Cho câu lạc bộ Nam Định.
tài chính bậc nhất với hàng loạt các cầu thủ có chất lượng. Nhưng chỉ trong vòng có ít phút thôi, người ta đã được chứng kiến sự bất ngờ bùng nổ tại đây. Tỷ số là 2-0. Hai ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng, Ramos và Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng từ quả đá phạt góc. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là đang gặp vấn đề. Và cũng cộng thêm một chút may mắn nữa cho Rodrigo thì bóng có lẽ là đã khẽ chạm vào Bruno trước khi đi vào lưới. Tỷ số là 2-0. Chỉ trong vòng 5 phút, người hâm mộ Nam Định đã có hai cơ hội được ăn mừng. Trong khi đó thì một trong những cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ Hà Nội lại đang gặp vấn đề, đó là Đỗ Hùng Dũng. Câu lạc bộ Hà Nội đã phải có sự thay đổi người. Ngân Văn Đại là người được sử dụng. Đối phương dẫn trước hai bàn, vừa mất khỏi đội hình một trong những cầu thủ quan trọng nhất. Chấn thương vẫn đang là một trong những yếu tố khiến cho đội hình của câu lạc bộ Hà Nội gặp phải sự sứt mẻ nghiêm trọng. Đã gặp phải chấn thương sau tình huống va chạm với Đinh Văn Trường. Ramos đẩy bóng hơi dài. Là vô vàn với câu lạc bộ Hà Nội. Nam Định đang có được sự hợp lý trong những phương án triển khai. Ở bên phía phần sân nhà họ đảm bảo được tính an toàn. Các cầu thủ áp sát, chơi bóng với những tình huống vào bóng mạnh với cầu thủ đối phương, không để cho những cầu thủ như Kiều Văn Nê, Quang Hải hay Văn Kiết thoải mái xử lý bóng. Ở phía trên thì họ đưa ra giải pháp bằng những đường bóng bổng. Lần lượt là Rodrigo và Ramos tận dụng khả năng cài đè của mình để tạo ra tính kết nối với những người đồng đội xung quanh. Và những pha bóng như vậy đã tạo ra được bàn thắng. Đây là tình huống đã dẫn tới chấn thương của Mai Xuân Quyết. Trong 10 phút thì có hai cầu thủ của Nam Định phải nằm sân, đó là Lâm Anh Quang và bây giờ là Mai Xuân Quyết. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng của Rodrigo. Anh giành thắng lợi trong pha không chiến cùng với Bruno. Rodrigo cũng đã gặp một chấn thương nhẹ nhưng anh đã trở lại và thi đấu góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Nam Định. Pha vào dũng mãnh tạo ra áp lực với Đình Trọng và Văn Công đã gián tiếp tạo ra cơ hội cho Ramos ở phía sau. Và chính cầu thủ mang áo số 11 của đội chủ nhà Nam Định trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ngân Văn Đại. Phản quyền không thể cài đè với Wesley Dos Santos. Vàng Việt Nam 2020 đang cùng với những người đồng đội của mình gặp khó trên sân Thiên Trường. Không còn cách nào khác, cũng phải dâng cao chơi tấn công và chơi mạnh mẽ hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc là thách thức ở phía sau với hệ thống phòng ngự với Đình Trọng và Việt Anh cũng sẽ là không nhỏ, với hai ngoại binh Ramos và Rodrigo đang chứng tỏ
họ phù hợp như thế nào với cách chơi phòng phản công của Nam Định ở trong trận đấu này. Ramos đã có lỗi việt vị. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Với các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội, nếu như không có được bàn thắng dưới án tỷ số ngay ở hiệp đấu này thì trước mắt họ sẽ là một núi khó khăn ở hiệp đấu thứ hai. Mọi thứ đã được phơi bày ở những phút thi đấu đã qua của hiệp 1. Hà Nội gặp khó trong việc triển khai lối chơi quen thuộc của họ trên một mặt sân xấu. Cùng với đó thì họ vấp phải sức chiến đấu có thể nói là miễn chê của đội bóng áo vàng, điều đã tạo ra được sự chắc chắn cho khu phòng ngự của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Nguyễn Văn Đại chào bóng về phía cột xa, hơi mạnh so với đà băng vào của Bruno và Văn Quyết. Lại là một pha xử lý bóng lỗi nữa. Đang gặp chấn thương thì họ còn có Đặng Văn Tới và Quốc Long là những tên khả dĩ có thể thay thế. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội khách. Nam Định đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ một tình huống cố định. Bây giờ thì trong thế trận tấn công bế tắc, Hà Nội sẽ phải chờ đợi nhiều hơn từ những pha bóng như thế này. Khá tốt ở hiệp đấu này. Đây có lẽ đang là thời điểm mà tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ sẽ được thể hiện một cách tốt nhất. Họ quá thoải mái. Bóng vàng đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho cầu thủ Hà Nội. Trường đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở tình huống phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng. Bóng
là pha bóng đã khiến cho số 88 của câu lạc bộ Hà Nội không thể tiếp tục trận đấu này nữa, và anh được thay thế bởi Nguyễn Văn Đại, cầu thủ giữa Nam Hà Nam Định. Vào lúc này đang tương đối hưng phấn, họ cần phải duy trì được cho mình một cái đầu lạnh. Và đá phạt của Quang Hải rất nguy hiểm, bóng cuộn thẳng về khung thành của thủ môn Văn Tú. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Nam Định đang dẫn trước Hà Nội với tỷ số 2-0. Quả bóng không thực sự chắc chắn của thủ môn đội chủ nhà. Quá tuổi cho hàng công tốt nhất của V-League năm ngoái thì vừa rồi mới là bóng được coi là dứt điểm chung kết đầu tiên của họ. Rodrigo, Văn Quyết, Bruno đang di chuyển. Bruno quá mạnh. Hiệp 1 của trận đấu này sẽ có 3 phút đá bù giờ. Thời gian để cho câu lạc bộ hướng tới bàn thắng cho cái tỷ số sau khi hiệp đấu này kết thúc. Đây là phút đá bù giờ thứ hai. Không hiểu ý. Bóng vừa rồi là của Văn Dũng. Sàng phạm lỗi, thậm chí là sẽ chủ động phạm lỗi ở khu giữa sân để tránh trường hợp phải đối mặt những quả đá phạt trực tiếp ở cự ly có thể gây nguy hiểm với khung thành của thủ môn Hồ Văn Tú. Mọi thứ diễn ra vô cùng hợp lý với câu lạc bộ Nam Định ở hiệp đấu này. Xoay người và dứt điểm ngay, đó là cú đá của Văn Quyết. Quá khó khăn ngăn chặn câu lạc bộ Hà Nội với hàng loạt cái tên có chất lượng. Bên cạnh điều kiện mặt sân không đảm bảo, còn là sự hợp lý trong cách thức phòng ngự, tổ chức lối chơi. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội chỉ có một tình huống dứt điểm được coi là trúng đích, đó là cú treo bóng từ quả đá phạt của Quang Hải. Và như thế đủ cho thấy là những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay xứng đáng được ghi nhận như thế nào. Ở phía trên thì khả năng tận dụng cơ hội và những gì mà Rodrigo Ramos đã cống hiến cũng là rất tốt. Hiệp đấu đầu tiên phải là hiệp đấu được ghi nhận là hiệp đấu của Nam Định, nhưng đội chủ sân Thiên Trường cũng cần phải hết sức tập trung. Đá với câu lạc bộ Hà Nội thì dẫn trước tới 2 bàn, thậm chí là 3 bàn, khi thời gian phía trước vẫn còn nhiều, sẽ còn cả là một bài toán lớn. Phạt góc của Quang Hải. Đây đã là phút đá bù giờ thứ 4. Đánh đâu? Không vào! Cú chạy bóng vừa rồi của Văn Dũng cũng đã chính thức khép lại hiệp đấu đầu tiên trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội, trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, một sân vận động gần như chật kín khán giả, mang lại hình ảnh đầy màu sắc và là niềm ước với bất kỳ một câu lạc bộ nào trên thế giới. Vào thời điểm hiện tại đang chứng kiến kết quả 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Hai ngoại binh của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ lần lượt lên tiếng, Ramos và Rodrigo. Hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nam Định gặp Hà Nội, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia LS Vinh 2021. Với hai của trận đấu này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Nam Định sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 là một hiệp đấu tốt của đội chủ nhà. Họ chơi chắc chắn trong phòng ngự, đầy kỷ luật. Và
Và cùng với đó là khả năng tận dụng cơ hội tốt với sự tỏa sáng của các ngoại binh như Rodrigo hay Ramos ở phía trên. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có hai bàn dẫn trước. Trong hiệp 1 thì Hà Nội chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích, và đó chỉ là cú đá phạt của Quang Hải. Chạy bóng đi không khó với thủ môn Hồ Văn Tú, người bắt chính cho Nam Định ở trong trận đấu này. Mạnh Hùng. Trước khi bước vào trận đấu này thì cán cân về mặt lực lượng nghiêng về phía đội khách. Họ sở hữu những tuyển thủ quốc gia trong đội hình và cả những cầu thủ ngoại binh chất lượng. Sự thiếu vắng của Moses để lại một lỗ hổng khá lớn trong lịch của câu lạc bộ Hà Nội. Họ trở nên tương đối mong manh khi phải đối mặt với những tình huống chống phản công. Một trong những pha bóng đã dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp thì câu lạc bộ Hà Nội đã đưa Thành Lương vào sân để thay thế cho Văn Quyết. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Hùng Dũng gặp chấn thương sau pha va chạm cùng Đinh Văn Trường và phải rời sân để nhường chỗ cho Ngân Văn Đại. Xét về mặt tổng thể thì Hà Nội đã có một hiệp thi đấu có thể nói là cực kỳ bế tắc. Họ gặp khó với một mặt sân xấu và bây giờ phải học cách thích nghi và giải quyết bài toán này một cách nhanh nhất nếu như không trắng tay trong ngày khai mạc. Đây là trận đấu duy nhất diễn ra trong ngày hôm nay tại vòng đấu đầu tiên. Và ngày mai sẽ diễn ra 3 cặp đấu: Sông Lam Nghệ An gặp Tổng Liên đoàn Bình Định, BKMX Bình Dương gặp Đông Á Thanh Hóa và Viettel gặp Hải Phòng. 3 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật: SHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Than Quảng Ninh và Sài Gòn gặp Hoàng Anh Gia Lai. Trong những tháng chuẩn bị cho mùa giải năm nay thì các câu lạc bộ ở V-League 1 đều có những chuyển động và tính tích cực. Họ có sự bổ sung về mặt lực lượng, sự bổ sung về mặt tài chính. Và xét về phương diện đầu tư đơn thuần thì có tới 5-6 câu lạc bộ đang được người ta kỳ vọng nhiều trong sự lột xác ở mùa giải năm nay, bên cạnh những ứng cử viên quen thuộc như là Hà Nội và Viettel. Nam Định ra sân với 3 cầu thủ ngoại binh, đó là Wesley ở vị trí trung vệ, Rodrigo và Ramos ở tuyến đầu. Và lúc này các cầu thủ Nam Định vẫn đang thử việc hai cầu thủ ngoại nữa. Và theo quy định thì trước khi bước vào vòng đấu thứ 3 họ không có quyền thay đổi ở các vị trí ngoại binh. Trong số hai ngoại binh đang thử việc tại câu lạc bộ Nam Định thì có một chơi vị trí trung vệ, đó là Joma Heculano. Có lẽ là huấn luyện viên Văn Sĩ vẫn còn chưa thực sự yên tâm về vị trí của Wesley. Thành Lương, Ramos phản công dành cho đội áo vàng. Đây là những bóng đã tạo ra bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Ramos, vẫn là Ramos, nhưng chuyền vào là hơi nhẹ, nhưng vẫn đang là cầu thủ chủ nhà. Rodrigo, cú sút. Trong hiệp 1 thì Rodrigo có hai tình huống dứt điểm, một trong số đó đã trở thành bàn thắng từ quả đá phạt góc. Những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã tuyên bố về sự hài lòng của ông với màn trình diễn của Rodrigo trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải ngày hôm nay đã xuất hiện chính thức một cách mạnh mẽ trên sân vận Thiên Trường. Đến từ một tình huống cố định, quả bóng mà Bruno đã không thể theo kèm đối với Rodrigo. Phạt đầu tiên với Mạnh Hùng. Nguyễn Văn Đại, Hà Nội phản công, cũng được treo tới vị trí Kiều Văn Hê. Là những tình huống dứt điểm. Ramos,
sẽ bị ảnh hưởng. Và cuối cùng thì bóng đã trở thành sự thật. Nhưng như đã nói, Nam Định có thể có được nhiều thời gian để thích nghi với hoàn cảnh này hơn khi cùng thi đấu trên một mặt sân trong một trận đấu chính thức. Vì việc khó người khó ta là điều mà câu lạc bộ Hà Nội khó có thể đổ lỗi. Họ sẽ phải làm cách nào để giải quyết được tình trạng này. Kiều Văn Hề, Quang Hải, cơ hội dành cho cầu thủ đội Quang Hải, không vào. Bruno vẫn không vào. Đây có thể coi là cơ hội rõ rệt nhất mà Hà Nội đã làm được kể từ đầu trận. Phối hợp bài bản giữa Kiều Văn Hề và Quang Hải, một chút nữa thôi. Nỗ lực của thủ môn Hồ Văn Tú đã khiến cho cơ hội của đội khách trôi qua. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Thành Lương. Đức Huy, lợi thế dành cho cơ hội dứt điểm, cơ vào. Hai cơ hội liên tiếp dành cho đội khách. Và ở cả hai cơ hội này thì thủ môn Hồ Văn Tú đều chơi xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Phạm Thành Lương. Một hiệp hai hứng khởi đang chờ đợi chúng ta ở trước mắt. Và đó là một sự mở đầu miễn chê của V-League 1 2021. Đang là 2-0. Những người đã ghi bàn cho đội chủ nhà là Ramos và Rodrigo. Thành Lương, vẫn đang là Thành Lương. Quả đóng vào là của Văn Dũng. Kiều Văn Hề, cú sút quá khó cho Kiều Văn Hề. Của Phạm Việt và có tới hàng loạt cầu thủ phòng ngự của Nam Định ở trước mặt. Hai ngoại binh của Hà Nội trên hàng công, Kiều Văn Hề và Bruno, những người đã sở hữu cho cá nhân mình mỗi người 8 bàn ở mùa giải năm ngoái, vào lúc này vẫn chưa thể đem lại sự khác biệt. Đó đều là những ngoại binh đắt giá mà Hà Nội sở hữu ở mùa giải năm nay. Đình Trọng, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội là Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Trọng, gặp quá nhiều khó khăn trong những tiếng tranh chấp bóng bổng với Ramos và Rodrigo ở trong hiệp 1. Đó là những pha bóng đã dẫn tới hai bàn thua của đội khách. Bruno
Toàn Dũng. Người vừa ngăn chặn đó là Đinh Văn Trường. Ramos. Xuân Quyết. Điều mà trung phong của câu lạc bộ Hà Nội cần phải tránh vào lúc này. Cầu thủ Nam Định bên phía phần sân nhà sử dụng những tình huống vào bóng dắt. Cầu thủ Hà Nội đã gặp khó bởi lực lượng bản sân, nó không có khoảng không gian nào để thở, gần như là không có được những pha xử lý cá nhân như ý muốn. Tiểu xảo của Bruno. Điều kiện trận đấu này là trọng tài của Duy Luân, trọng tài lý duy nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại, để sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu khai mạc. Viên Nguyễn Văn Sĩ đang phản ứng thì cho rằng cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội lẽ ra phải nhận thẻ phạt với hành vi vừa rồi. Người xuất hiện quả đá phạt là Phạm Thành Lương. Không được. Đó cũng là của Ramos. Quan trọng trong cuộc đua chủ hạng ở 3 năm gần đây thì đây là một trận đấu phải nói là quá thành công với họ trong 1 giờ đồng hồ thi đấu đầu tiên. Không có một chút rườm rà nào cả, mọi thứ đều diễn ra nhanh gọn. Bruno. Đức Huy. Xuống biển của Hà Nội đã bị bắt bài và họ cũng không thể phối hợp nhỏ với nhau trong một điều kiện phạt sân như thế này. Mạnh Hùng. Giovane còn đang mải mê tranh cãi về việc tại sao ông Ngô Duy Lân không thổi phạt thì Nam Định đã ngay lập tức triển khai một đường tấn công nhanh. Đây là đường chuyền của Hoàng Xuân Tân hướng tới vị trí của Ramos, không chịu bóng gọn gàng, quan sát trước khi dứt điểm. Nhưng lần này thì thủ môn Văn Công đã băng ra và làm hẹp đi góc sút của ngoại binh bên phía Nam Định. Cơ hội vẫn còn với phòng thứ hai.
và chỉ thiếu may mắn và chuẩn xác một chút thôi để Rodrigo có được cú đúp. Chiavane. Đoàn Thanh Trường sẽ được đưa vào sân. Người rời sân là Trần Mạnh Hùng. Đó là sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Văn Sĩ. Thành Lương. Thành Lương. Văn Dũng. Ramos. Đội chơi Hà Nội đã có nhịp hơn một chút ở trong hiệp hai, nhưng như thế là chưa đủ. Ngân Văn Đại dứt điểm ngay và đi đúng vào vị trí của thủ môn Lộc Văn Tú. Chuyển trạng thái khá tốt của câu lạc bộ Hà Nội và một trong những phòng hiểm hoi, cầu thủ đá cánh của họ có được khoảng không gian cần thiết để xử lý trái bóng theo ý mình. Đầu đến như vậy. Trên băng ghế dự bị Hà Nội còn có Lê Tuấn Tài, Đậu Văn Toàn, thủ môn Bùi Tấn Trường, Quốc Long, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hồng Sơn và Vũ Minh Dĩ. Người đang ngồi trên khán đài của Hà Nội như Duy Mạnh, quá sâu. Sự thay đổi người thứ ba của câu lạc bộ Hà Nội thì Hồng Sơn được sử dụng để thay thế cho Đức Huy. Như thế này, người thế trận như thế này, Hà Nội sẽ cần nhiều hơn những cầu thủ có khả năng chiến đấu như là Hồng Sơn.
đã trưởng thành khá nhiều sau mùa giải vừa qua. Văn Dũng, Kiều Văn Hề, thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Cái bàn thắng cho tới thời điểm này đều được ghi trong hiệp 1. Văn Kiên. Rất khó. Những hình ảnh rất đẹp và đáng yêu, đúng với những gì mà các cổ động viên Nam Định vẫn luôn muốn mang tới khi cả gia đình đi xem bóng đá và cổ vũ cho đội nhà. Và cho tới thời điểm này thì mọi thứ vẫn đang hết sức tốt đẹp với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Một trận chấn tai hại, Rudo, Quang Hải, trọng tài Ngô Duy Ân xua tay, mở ra một đợt phản công dành cho đội bóng áo vàng. Xuân Quyết góc đã mang về bàn thắng thứ hai cho Nam Định ở hiệp 1. Bây giờ thì các cầu thủ phòng ngự Hà Nội sẽ phải để mắt nhiều hơn, đặc biệt là với ba ngoại binh của đội chủ nhà. Quả đá phạt góc thứ hai của Nam Định trong trận đấu này. Và đây là phút thứ 70. Thanh Trường, qua người, vẫn là Thanh Trường.
phạt cho Hà Nội là Phạm Thành Lương. Số 11 đã có một cú sút nguy hiểm ở hiệp đấu này. Đánh đầu! Và thế chấp thuộc về Bruno. Sẽ được hưởng một quả đá phạt góc, và đó là quả đá phạt góc thứ 7 của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chuyền bóng của Thành Lương. Thứ 75, 15 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức, và Hà Nội vẫn đang bị dẫn 2-0. Đội chủ nhà vẫn đang bảo vệ được thành quả của họ đã có được sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã thay 3 cầu thủ. Quang Hải. Sẽ diễn ra 3 cặp đấu của vòng đấu đầu tiên. Sơn La Nghệ An gặp Topelem Bình Định, BKMX Bình Dương gặp Đông Á Thanh Hóa, và Viettel đội đương kim vô địch sẽ đón tiếp Hải Phòng trên sân nhà đấy ở trận đấu muộn nhất. Ngày chủ nhật sẽ diễn ra 3 cặp đấu còn lại. SHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Kiều Văn Đệ. Đã có
Ramos. Chỉ có một mình Ramos ở tình huống mà trọng tài cho là bóng áo vàng là ở lợi thế mà thôi. Bây giờ thì thẻ phạt sẽ được rút ra. Người đang bị đau là Đinh Văn Trường. Đoàn Thanh Trường. Các cầu thủ Nam Định được chỉ đạo phải vô cùng tập trung ở các vị trí hậu vệ biên, và cả hai hậu vệ biên của họ là Đinh Văn Trường và Đoàn Thanh Trường đều đã phải nhận thẻ phạt. Quang Hải. Không thực sự như ý, nhưng đó là pha xử lý cần thiết của Wesley. Phút 80. Số vẫn đang là 2-0. Sơn không cho ai cả. Trận đấu thứ hai thì Hà Nội sẽ trở về sân nhà và đối thủ của họ là BKMX Bình Dương. Trong khi đó thì Nam Định sẽ tới làm khách trên sân Hải Phòng. Giải năm ngoái đi, trận đấu giữa Nam Định gặp Hải Phòng trên sân Thiên Trường là một trong những trận cầu giàu cảm xúc nhất của V-League. Nếu như kết quả này giữ nguyên thì ứng cử viên vô địch Hà Nội sẽ phải đón nhận trận thua, và đó là bất ngờ đầu tiên của mùa giải, cho thấy tính khó lường, thách thức và kỳ vọng về cuộc chạy đua hấp dẫn trong mùa giải năm nay là một điều hoàn toàn hợp lý. Và ngày mai thì chúng ta sẽ được kiểm chứng những bước chạy đầu tiên mới lên hàng những đầu tư cao là Tổng Liên Bình Định, cái tên quen thuộc của V-League Sông Lam Nghệ An, BKMX Bình Dương lấy bàn tay của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Đông Á Thanh Hóa của huấn luyện viên Petrovic và đương kim vô địch Viettel của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ thi đấu như thế nào, và liệu Hải Phòng có tạo ra được bất ngờ giống cái cách mà Nam Định đang làm được trước Hà Nội ngày hôm nay hay không. Ngày mai thì Hải Phòng sẽ phải chơi trên sân hàng đẫy của câu lạc bộ kim vô địch Viettel. Gọi cho ông Sơn, Bruno. Bây giờ thì sẽ là một quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Hà Nội sau pha phạm lỗi của Wesley.
tiên trong trận đấu này. Hà Nội có được một quả đá phạt trực tiếp ở một cự ly có thể coi là nguy hiểm. Cự ly mà Quang Hải có khả năng thực hiện những quả đá phạt tốt, và cả Giovane nữa. Ngày thi đấu mà tấn công của Hà Nội đã chơi cực kỳ bế tắc. Liệu có thể có một ngôi sao nào của Hà Nội có thể lên tiếng ở pha bóng này hay không? Hết sức hồi hộp và căng thẳng. Trận đấu đang diễn ra ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đứng trước bóng là Quang Hải. Cú ly mà anh đã từng ghi bàn, thậm chí là còn xa hơn ở Asian Cup. Cả bàn thắng vào lưới của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái nữa. Quả đá phạt của Quang Hải, bóng không vượt qua hàng rào. Thêm một cú đá nữa và vẫn không chính xác. Cú đá bồi là của Phạm Thanh Lương. Chiến đấu đến những phút cuối cùng để duy trì thành quả. Mới chỉ là trận đấu đầu tiên, thành công bước đầu này chưa phải là điều gì đó có thể đảm bảo cho một mùa giải thành công. Những cách Nam Định chuẩn bị cho trận đấu là hết sức đáng ghi nhận. Và với cách chơi như thế này, bên cạnh sự tỏa sáng của các ngoại binh, thì ngôi sao lớn nhất xứng đáng là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, người đã đọc thấu hết những tình huống có thể xảy ra với cách chơi của câu lạc bộ Hà Nội. Cách thức chuẩn bị cơ sở vật chất một cách tinh quái nữa để chờ đón cuộc đối đầu này. Là những điều mà Nam Định có thể chờ đợi cho một màn trình diễn mà những cổ động viên của đội bóng này muốn. Đội bóng của mình không phải năm nào cũng phải chờ đợi đến vòng đấu cuối cùng mới có thể yên tâm trụ hạng. Không nhiều câu lạc bộ có thể chơi với câu lạc bộ Hà Nội như thế này. Và một lần nữa thì Thiên Trường đã trở thành mảnh đất dư với câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số mà họ đang phải đón nhận là tỷ số mà họ đã thua cũng trong tâm trạng là tâm phục khẩu phục cách đây 2 năm. Văn Kiên sẽ thi đấu cho Nam Định ở mùa giải năm nay, nếu vượt qua được cửa ải này thì họ sẽ tự tin hơn. Đối thủ về Văn Kiên, phút thứ 86, thắng lợi đang đến rất gần với đội chủ sân Thiên Trường. Và với những gì đã diễn ra, với một hiệp một bùng nổ của hàng công và một hiệp hai đây chắc chắn ở khu phòng ngự, đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đừng quên là thời gian vẫn còn ở phía trước.
trụ cột đã tạo nên rất nhiều những màn trình diễn đáng xem ở mùa giải năm ngoái, như Romelu, như Rafaelson và Lê Sĩ Minh đã rời khỏi đây thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Nam Định ở trận này gồm có thủ môn áo số 22 Hồ Văn Tú, cao thủ số 5 Lâm Anh Quang mang băng đội trưởng, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 10 Trần Mạnh Hùng, số 11 là Rodrigo, số 12 Đinh Văn Trường, số 23 Phan Văn Hiếu, số 29 Nguyễn Đình Mạnh, số 44 Wesley Dos Santos, số 77 Mai Xuân Quyết và số 91 là Ramos. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định là ông Nguyễn Văn Sĩ. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là ông Chu Đình Nghiêm, người đang cùng với đội bóng của mình đứng trước thách thức khi họ đọc ra mục tiêu cao ở mùa giải này, đó là vô địch ở tất cả các giải đấu mà họ tham dự trong đấu trường bóng đá quốc đội. Sau một mùa giải đánh mất chức vô địch vào tay của câu lạc bộ Viettel ở những cuộc chạy đua nước rút cuối cùng, thì chắc chắn là những sự bổ sung cho thấy tham vọng của câu lạc bộ Hà Nội đang được thể hiện một cách rõ rệt. Thêm một quả tạt nữa, người vừa phá bóng đó là Wesley Dos Santos. Lịch xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 30 Nguyễn Văn Công, cao thủ số 10 Văn Quyết mang băng đội trưởng, số 13 Trần Văn Kiên, số 15 Phạm Đức Huy, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 21 Trần Đình Trọng, số 37 Bruno Cunha, số 66 Nguyễn Văn Dũng, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 88 Đỗ Hùng Dũng và số 94 là Giovane. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội là ông Chu Đình Nghiêm. Pha qua người khá hay của Quang Hải, đánh đầu. Như vậy là trong khoảng 3 phút thi đấu đã trôi qua thì câu lạc bộ Hà Nội đã có được 2 cơ hội từ những tình huống tạt bóng ở hai biên, và cả hai lần thì người dứt điểm đều là Bruno. Bruno là người đã ghi 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái trong áo của câu lạc bộ Viettel, đặc biệt là bàn thắng quan trọng nhất, bàn thắng mang về ngôi vị vô địch cho câu lạc bộ Viettel trên sân vận động Thống Nhất ở vòng đấu cuối cùng. Sau khi Pedro Paulo chuyển tới chơi cho các nhà đương kim vô địch Viettel thì Bruno đã lựa chọn cho mình một bến đỗ mới, đó là câu lạc bộ Hà Nội. Thực tế là trong năm 2021 này, việc lựa chọn tuyển chọn các ngoại binh của các câu lạc bộ, bất kỳ một đội bóng nào, đều sẽ vô cùng hạn chế. Đối với câu lạc bộ Hà Nội, họ quyết định lựa chọn những cái tên đã được thẩm định tại V-League từ các đội bóng đối phương. Bởi vào lúc này để tìm ra một ngoại binh đến từ nguồn ở bên ngoài V-League thì việc thẩm định về mặt chất lượng thực sự sẽ tốn khá nhiều thời gian và là một canh bạc đối với bất kỳ một huấn luyện viên nào. Giành được suất chủ hạng khi chỉ hơn câu lạc bộ Quảng Nam về chỉ số phụ. Đây là Ramos, người trở lại với V-League. Anh đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa, và xét trên bình diện của ba cầu thủ ngoại binh mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã ký hợp đồng là Rodrigo, Wesley Dos Santos và Ramos, thì vai trò và vị thế của Ramos cũng như là Rodrigo chắc chắn hơn so với trung vệ Wesley mang áo số 44. Và lúc này thì câu lạc bộ Nam Định vẫn đang thử việc một cầu thủ ở vị trí trung vệ, đó là Herman Herculano. Ramos và phối hợp cùng Rodrigo. Văn Hậu gặp chấn thương, đó là sự vắng mặt của Lê Văn Xuân cũng bởi lý do sức khỏe. Người đá chính cho câu lạc bộ Hà Nội ở vị trí bên cánh trái trong trận đấu này là Nguyễn Văn Dũng. Ở mùa giải năm nay thì Nguyễn Văn Dũng cũng đã thay đổi số áo của mình, anh đang mang chiếc áo số 66. Các cổ động viên của đội chủ nhà đang chờ đợi vào sức trẻ của những nhân tố mới trong đội của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Với các cầu thủ trẻ nếu vượt qua
được trận đấu đầy khó khăn ở vòng đấu khai mạc thì họ sẽ có nhiều lý do để tự tin hướng tới những vòng tiếp theo. Rồi được pha tranh chấp giữa Đình Trọng và Ramos. Trong những cuộc trao đổi gần đây nhất thì Đình Trọng cho rằng mình đã đạt được 100% để sẵn sàng trở lại. Đó là điều mà câu lạc bộ Hà Nội cũng chờ đợi từ những cầu thủ như là Duy Mạnh trong thời gian tới đây. Ở hàng phòng ngự thì Duy Mạnh và Thành Trung đều không được đăng ký trong trận đấu này. Ramos quá người. Giovanni phối hợp cùng Bruno. Và sân Thiên Trường đang không được tốt cho lắm. Bóng đi lập bập trong những tình huống phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình. Đây là đường truyền của Bruno. Cả hai tân binh của câu lạc bộ Hà Nội là Giovanni và Bruno đều đã ghi được 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Trận đấu mà quý vị và các bạn đang theo dõi là trận đấu đầu tiên của vòng 1. 6 trận đấu còn lại sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Tất nhiên các đội bóng sẽ có cơ hội để ra mắt với người mộ trong những trận đấu chính thức. Người mộ bóng đá Việt Nam đang đầy hào hứng cho sự trở lại của giải đấu V-League 1 2021. Thì trong những tháng vừa qua, sau khi kết thúc mùa giải 2020, thì đã có hàng loạt những câu lạc bộ thể hiện tham vọng của họ thông qua những bản hợp đồng mới, cả trên băng ghế huấn luyện cũng như là ở các vị trí thiết yếu họ cần phải bổ sung. Năm nay sẽ là một năm mà chúng ta được chứng kiến sự trở lại của Kia Thi Sắt ở vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cũng sẽ được chứng kiến câu lạc bộ BKMX Bình Dương thi đấu dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, người sau 5 năm đã rời khỏi câu lạc bộ Than Quảng Ninh. SAB Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Đình Đức, một trong những câu lạc bộ đã rất nhanh tay nhanh chân trong thị trường chuyển nhượng, có được cho mình những bản hợp đồng chất lượng ngay sau khi mùa giải kết thúc cũng sẽ là một ứng cử viên đáng gờm. Xét về mặt tổng thể, mọi thứ sẽ là rất đáng xem. Và việc lựa chọn sân động Thiên Trường cho trận đấu đầu tiên ngày hôm nay, cho sân động chật kín khán giả, có thể sẽ là một trận đấu cống hiến nhiều về phương diện chuyên môn, là một điều hoàn toàn phù hợp. Mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng có hàng công mạnh nhất. Họ có 37 pha lập công sau khi kết thúc mùa giải. Nhưng họ không phải là đội bóng đã lên ngôi vô địch. Viettel với 7 trận thắng 1-0 trong hành trình của mình đã chứng tỏ sự tận dụng tối đa và có được ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt Nam. Xuân Quyết. Hùng. Khá hay. Mai Xuân Quyết. Không được. Quả bóng phán đoán tốt của Đức Huy. Đang chọn bóng solo vừa rồi của Mai Xuân Quyết. Xuân Quyết cùng với Xuân Tân đều là những cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang Seo lựa chọn và từng ở trong hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 trong lượt tập trung gần nhất. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong những phút thi đấu vừa qua là 55% thuộc về đội khách, điều không mới. Người ta đã dự đoán là Hà Nội sẽ tiếp tục chơi với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của mình ngay trên sân vận động Thiên Trường. Và đúng là với thực lực hiện tại thì lựa chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công sẽ là hợp lý với đội chủ nhà. Sân Thiên Trường cũng sẽ là sân đấu được sử dụng để phục vụ cho các trận đấu bóng đá tại SEA Games. Và nhìn vào điều kiện mặt sân vào thời điểm hiện tại sẽ có quá nhiều điều để cải thiện.
V-League mới bắt đầu. Nhưng để có những trận đấu thực sự chất lượng thì hàng loạt các sân đấu trên cả nước đều sẽ phải có được sự chuyển mình. Trên bình diện của V-League thì những sân vận động như là sân Hàng Đẫy, sân Thống Nhất và phần đó là sân vận động Bình Dương là những sân vận động có thể được đảm bảo và được các cầu thủ khá ưa thích, bởi họ sẽ có được điều kiện tốt nhất để chơi bóng. Hàng loạt những sân đấu còn lại thì đều hầu hết gặp phải những vấn đề về chất lượng mặt sân. Sau khi được chăm sóc thì Rodrigo đã có thể quay trở lại với trận đấu này. Người thực hiện quả đá phạt cho đội chủ nhà là Đinh Văn Trường. Ở bên cánh đối diện thì câu lạc bộ Nam Định sẽ không còn có sự góp mặt Cường nữa. Người đang đảm nhận vị trí này đó là Hoàng Xuân Tân. Cầu thủ có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh cũng như là tiền vệ. Chưa có nhiều những pha bóng đáng chú ý kể từ đầu trận, Hà Nội đang gặp khó khăn với một điều kiện mặt sân không thực sự là lý tưởng cho lối chơi mà họ vẫn thường triển khai. Và xử lý là của Quang Hải. Quang Hải cố gắng tạo ra sự bất ngờ bằng đường chuyền hướng tới pha di chuyển của Bruno. Hà Nội đang có trong đội của họ 3 quả bóng vàng liên tiếp trong những năm vừa qua trong đội xuất phát. Quang Hải, Ứng Dụng và Văn Quyết. Ramos, cơ hội dành cho Rodrigo. Bóng đi chạy con dao cung thành của thủ môn Văn Công. Một pha bóng rất giống với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ở bàn thắng mở tỷ số của Diego Pereira cũng trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Hà Nội trên sân Điện Trường cách đây 2 năm. Nó cho thấy sự nguy hiểm của Rodrigo, khả năng vứt phá tốt và cú ra chân khá quyết đoán. Mỗi bên đều đã có những tình huống khiến cho hàng phòng ngự đối phương phải thót tim. Đầu tiên là tình huống đánh đầu của Bruno bên phía đội khách và vừa rồi là câu trả lời đến từ cú đá bằng chân trái của Rodrigo. 15 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua, tỷ số trên sân vận động Thiên Trường vẫn đang là 0-0. Tấn công vừa rồi sẽ giúp cho các cầu thủ Nam Định có thêm được tâm lý thi đấu tự tin hơn, đặc biệt là ở những vị trí như của Hoàng Xuân Tân hay là Phan Văn Hiếu. Như đã nói thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ rất hài lòng với màn trình diễn của Rodrigo, cho rằng đây là nhân tố rất phù hợp với lối chơi mình đang gây dựng. Vừa chạm đầu của Rodrigo. Văn Quyết đầy kinh nghiệm để vượt qua cầu thủ đối phương. Trên khán đài thì các cầu thủ Nam Định đang được sự hậu thuẫn to lớn từ các cổ động viên nhiệt tình của mình. Đá với một đội bóng mạnh như câu lạc bộ Hà Nội thì sức mạnh từ cầu thủ thứ 12 trên khán đài
là điều vô cùng quan trọng. Trong mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Nam Định có thành tích phòng ngự là tối thứ 3 của giải đấu. Nó chỉ tốt hơn so với Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai. Và hàng tấn công thì cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ trong suốt chiều dài của giải 2020 cũng chỉ ghi được 19 bàn thắng. Hôm nay thì họ không còn cả Romelu và Rafenson, đặc biệt là Rafenson đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Văn Quyết, cầu thủ cái bên đều khá vất vả cho những pha xử lý kỹ thuật của mình. Xuân Quyết, sẽ phải nhận thẻ phạt đầu tiên sau khi phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng. Thẻ vàng đầu tiên của V-League 1 2021 thuộc về Đinh Văn Trường, đường chuyền hỏng ở vùng giữa sân. Và nếu như trong pháo vừa rồi Đinh Văn Trường không phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng thì khoảng không là mênh mông với số 88 của câu lạc bộ Hà Nội ở trước mặt. Ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Mai Xuân Quyết. Tôi tin xử lý trước 3 cầu thủ đối phương. Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của câu lạc bộ Nam Định trong những năm tới đây. Và đó cũng là một trong những cầu thủ được chờ đợi ở SEA Games sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Tranh chấp vừa rồi thì thủ môn Hồ Văn Tú của đội chủ nhà đang bị đau. Thứ 20 của hiệp 1, trận đấu trên sân Động Thiên Trường vẫn đang có tỷ số 0-0. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, nó đang đón một lượng khán giả hết sức đông đảo với sân Động Thiên Trường ngày nay. Nhanh Ramos, quyền ném biên sẽ thuộc về cầu thủ chủ nhà. Trên thì cầu thủ ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đang hết sức tích cực trong những đường tranh chấp, không muốn để cho cầu thủ Hà Nội thoải mái triển khai bóng từ bên dưới.
Văn Hiếu, Xuân Tân, Trọng Việt khá hay, Hoàng Xuân Tân, cơ hội của bạn. Một pha bóng tương đối là bập ở trong khu vực 16m50, cú đệm bóng nhẹ nhàng mang về bàn thắng mở tỷ số. Áp lực của Rodrigo tạo ra với thủ môn Văn Công và Đình Trọng, và cuối cùng thì Ramos là người được hưởng lợi. Bàn thắng đầu tiên của Vinh 1 năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Quả tạt của Hoàng Xuân Tân chạm vào chân hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tạo ra một quỹ đạo khó lường. 1-0. Sau khi hiệp 1 trôi qua được một nửa thời gian, đội chủ nhà đã vươn lên. Khi thủ môn Bùi Tấn Trường tới với câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn 2 mùa giải năm ngoái thì Văn Công có rất ít cơ hội để thể hiện. Nhưng ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, anh được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trao cho những cơ hội có thể nói là vô cùng quan trọng. Ở phóng vừa rồi thì hàng loạt những yếu tố đã khiến cho tình huống trở nên bất ngờ và câu lạc bộ Hà Nội đã phải đón nhận trận bàn thua đầu tiên ở mùa giải 2021. Đây là Thành Trung và Duy Mạnh, những trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đều đang không thể thay được thi đấu với chấn thương. Kiều Văn Hề nỗ lực là của Đỗ Hồng Dũng. Rodrigo phản công dành cho đội bóng vàng. Ramos, Mạnh Hùng ngược tới vị trí của Rodrigo. Động tác giả, có thể dứt điểm. Không vào. Rodrigo đang chơi rất hay, tích cực nỗ lực di chuyển và xử lý bóng cũng tương đối mềm mại. Một nhịp làm động tác giả để vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh và tìm kiếm cho mình khoảng trống để có thể dứt điểm. Khó khăn về mặt kinh phí và không có nhiều sự lựa chọn, và khi mà người hâm mộ Nam Định vẫn còn rất nhớ Ra Fenson, thì có lẽ là trong ít phút thi đấu vừa qua, Rodrigo đã phần nào cũng đã chứng tỏ được niềm tin của mình đối với người hâm mộ sẽ được củng cố vững chắc hơn. Ramos và Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng từ quả đá phạt góc. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là đang gặp vấn đề.
và cũng cộng thêm một chút may mắn nữa cho Rodrigo khi bóng có lẽ là đã khẽ chạm vào Bruno trước khi đi vào lưới. Tỷ số là 2-0. Chỉ trong vòng 5 phút, người mùa Nam Định đã có 2 cơ hội được ăn mừng. Trong khi đó thì một trong những cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ Nội lại đang gặp vấn đề, đó là Đỗ Hùng Dũng. Câu lạc bộ Hà Nội đã phải có sự thay đổi người. Ngân Văn Đại là người được sử dụng. Để đối phương dẫn trước 2 bàn, vừa mất khỏi đội hình một trong những cầu thủ quan trọng nhất. Chấn thương vẫn đang là một trong những yếu tố khiến cho đội hình của câu lạc bộ Hà Nội gặp phải sự sứt mẻ nghiêm trọng. Đã gặp phải chấn thương sau tình huống va chạm với Đinh Văn Trường. Ramos đẩy bóng hơi dài. Vô vàn với câu lạc bộ Hà Nội. Nam Định đang có được sự hợp lý trong những phương án triển khai. Ở bên phía phần sân nhà họ đảm bảo được tính an toàn. Các cầu thủ áp sát, chơi bóng với những tình huống vào bóng mạnh với cầu thủ đối phương. Không để cho những cầu thủ như Kiều Văn Nê, Quang Hải hay Văn Kiết thoải mái xử lý bóng. Ở phía trên thì họ đưa ra giải pháp bằng những đường bóng bổng. Lần lượt là Rodrigo và Ramos tận dụng khả năng cài đè của mình để tạo ra tính kết nối với những người đồng đội xung quanh. Và những pha bóng như vậy đã tạo ra được bàn thắng. Đây là tình huống đã dẫn tới chấn thương của Mai Xuân Quyết. Trong phút thì có hai cầu thủ của Nam Định phải nằm sân, đó là Lâm Anh Quang và bây giờ là Mai Xuân Quyết. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng của Rodrigo. Anh giành thắng lợi trong pha không chiến cùng với Bruno. Rodrigo cũng đã gặp một chấn thương nhẹ nhưng anh đã trở lại và thi đấu góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Nam Định. Bằng vào dũng mãnh tạo ra áp lực với Đình Trọng và Văn Công đã gián tiếp tạo ra cơ hội cho Ramos ở phía sau. Và chính cầu thủ mang áo số 11 của đội chủ nhà Nam Định trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ngân Văn Đại. Phản quyền không thể cái này với Wesley Dos Santos. Vàng Việt Nam 2020 đang cùng với những người đồng đội của mình gặp khó trên sân Thiên Trường. Không còn cách nào khác, buộc phải dâng cao chơi tấn công và chơi mạnh mẽ hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc là thách thức ở phía sau với hệ thống phòng ngự với Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh cũng sẽ là không nhỏ. Với hai ngoại binh Ramos và Rodrigo đang chứng tỏ họ phù hợp như thế nào với cách chơi phòng phản công của Nam Định ở trong trận đấu này.
Pha phối hợp giữa Rodrigo và Ramos. Đã có lỗi việt vị. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Với các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội, nếu như không có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay ở hiệp đấu này thì trước mắt họ sẽ là một núi khó khăn ở hiệp đấu thứ hai. Mọi thứ đã được phơi bày ở những phút thi đấu đã qua của hiệp 1. Hà Nội gặp khó trong việc triển khai lối chơi quen thuộc của họ trên một mặt sân xấu. Cùng với đó thì họ vấp phải sức chiến đấu có thể nói là miễn chê của đội bóng áo vàng, điều đã tạo ra được sự chắc chắn cho khu phòng ngự của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Ngân Văn Đại chéo về phía cột xa, hơi mạnh so với đà băng vào của Bruno và Văn Quyết. Lại là một pha xử lý bóng lỗi nữa. Đang gặp chấn thương thì họ còn có Đặng Văn Tới và Quốc Long là những tên khả dĩ có thể thay thế. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội khách. Nam Định đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ một tình huống cố định. Bây giờ thì trong thế trận tấn công bế tắc, Hà Nội sẽ phải chờ đợi nhiều hơn từ những pha bóng như thế này. Quang Hải vừa chạm đầu của Mai Xuân Quyết. Giải tỏa lên phía trên cách nhanh nhất. Đó là điều mà cầu vệ của Nam Định đã làm cách quyết đoán kể từ đầu trận đấu. Đức Huy, Văn Kiên, Đức Huy, Văn Quyết. Lại là một tình huống lăn xả nữa của các cầu thủ áo vàng. Đó là pha tranh chấp của Văn Hiếu. Cầu thủ sinh năm 2000 đã chơi khá tốt ở hiệp đấu này. Đây có lẽ đang là thời điểm mà tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ sẽ được thể hiện một cách tốt nhất. Thì họ quá thoải mái. Áo vàng đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho cầu thủ Hà Nội. Đinh Văn Trường đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở tình phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng. Bóng là pha bóng đã khiến cho số 88 của câu lạc bộ Hà Nội không thể tiếp tục trận đấu này nữa. Và anh được thay thế bởi Ngân Văn Đại, cầu thủ giữa năm Hà Nam Định. Vào lúc này đang tương đối hưng phấn, họ cần phải duy trì được cho mình một cái đầu lạnh. Quả đá phạt của Quang Hải rất nguy hiểm, bóng cuộn thẳng về khung thành của thủ môn Văn Tú. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Nam Định đang dẫn trước Hà Nội với tỷ số 2-0. Quả bóng không thực sự chắc chắn của thủ môn đội chủ nhà. Hoàng công tốt nhất của V-League năm ngoái thì vừa rồi mới là bóng được coi là dứt điểm chung kết đầu tiên của họ.
Rodrigo. Văn Quyết. Bruno đang di chuyển. Bruno quá mạnh. Hiệp 1 của trận đấu này sẽ có 3 phút đá bù giờ. Thời gian để cho câu lạc bộ hướng tới bàn thắng cho cái tỷ số sau khi hiệp đấu này kết thúc. Đây là phút đá bù giờ thứ hai. Không hiểu ý. Chóng vừa rồi là của Văn Dũng. Sàng phạm lỗi, thậm chí là sẽ chủ động phạm lỗi ở khu giữa sân để tránh trường hợp phải đối mặt những quả đá phạt trực tiếp ở cự ly có thể gây nguy hiểm với khung thành của thủ môn Hồ Văn Tú. Mọi thứ diễn ra vô cùng hợp lý với câu lạc bộ Nam Định ở hiệp đấu này. Xoay người và dứt điểm ngay, đó là cú đá của Văn Quyết. Quá khó khăn. Hà Nội với hàng loạt cái tên có chất lượng. Bên cạnh điều kiện mặt sân không đảm bảo, còn là sự hợp lý trong cách thức phòng ngự, tổ chức lối chơi. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội chỉ có một tình huống dứt điểm được coi là trúng đích, đó là cú treo bóng từ quả đá phạt của Quang Hải. Và như thế đủ cho thấy là những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay xứng đáng được ghi nhận như thế nào. Ở phía trên thì khả năng tận dụng cơ hội và những gì mà Rodrigo Ramos đã cống hiến cũng là rất tốt. Hiệp đấu đầu tiên phải là hiệp đấu được ghi nhận là hiệp đấu của Nam Định. Nhưng đội chủ sân Thiên Trường cũng cần phải hết sức tập trung. Đá với câu lạc bộ Hà Nội thì dẫn trước tới 2 bàn, thậm chí là 3 bàn khi thời gian phía trước vẫn còn nhiều. Sẽ còn cả là một bài toán lớn. Góc của Quang Hải. Đây đã là phút đá bù giờ thứ tư. Đánh đâu? Không vào. Cú chạy bóng vừa rồi của Văn Dũng cũng đã chính thức khép lại hiệp đấu đầu tiên trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội, trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, một sân vận động gần như chật kín khán giả, mang lại hình ảnh đầy màu sắc và là niềm ước với bất kỳ một câu lạc bộ nào trên thế giới. Vào thời điểm hiện tại đang chứng kiến kết quả 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Hai ngoại binh của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ lần lượt lên tiếng, Ramos và Ron. Giờ hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nam Định gặp Hà Nội. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia LSB 1/2021. Với hiệp 2 của trận đấu này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Nam Định sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đấu tốt của đội chủ nhà, họ chơi chắc chắn cho phòng ngự đầy kỷ luật và cùng với đó là khả năng tận dụng cơ hội tốt với sự tỏa sáng của các ngoại binh như Rodrigo hay Ramos ở phía trên. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có 2 bàn dẫn trước. Trong hiệp 1 thì Hà Nội chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích và đó chỉ là cú đá phạt của Quang Hải. Chạy bóng đi không khó với thủ môn Hồ Văn Tú, người bắt chính cho Nam Định ở trong trận đấu này. Mạnh Hùng. Trước khi bước vào trận đấu này thì cán cân về mặt lực lượng nghiêng về phía đội khách. Họ sở hữu những tuyển thủ quốc gia trong đội hình và cả những cầu thủ ngoại binh chất lượng. Sự thiếu vắng của Moses để lại một lỗ hổng khá lớn trong lịch của câu lạc bộ Hà Nội. Họ trở nên tương đối mong manh khi phải đối mặt với những tình huống chống phản công. Một trong những khó
bóng đã dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp thì câu lạc bộ Hà Nội đã đưa Thành Lương vào sân để thay thế cho Văn Quyết. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Hùng Dũng gặp chấn thương sau pha va chạm cùng Đinh Văn Trường và phải rời sân để nhường chỗ cho Ngân Văn Đại. Xét về mặt tổng thể thì Hà Nội đã có một hiệp thi đấu có thể nói là cực kỳ bế tắc. Họ gặp khó với một mặt sân xấu và bây giờ phải học cách thích nghi và giải quyết bài toán này một cách nhanh nhất nếu như không có trắng tay trong ngày khai mạc. Đây là trận đấu duy nhất diễn ra trong ngày hôm nay tại vòng đấu đầu tiên. Và ngày mai sẽ diễn ra 3 cặp đấu: Sông Lam Nghệ An gặp Tổng Kết Đài Bình Định, BKMX Bình Dương gặp Đông Á Thanh Hóa và Viettel gặp Hải Phòng. 3 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật: SHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Than Quảng Ninh và Sài Gòn gặp Hoàng Anh Gia Lai. Trong những tháng chuẩn bị cho mùa giải năm nay thì các câu lạc bộ ở V-League 1 đều có những chuyển động và tính tích cực. Họ có sự bổ sung về mặt lực lượng, sự bổ sung về mặt tài chính và xét về phương diện đầu tư đơn thuần thì có tới 5-6 câu lạc bộ đang được người ta kỳ vọng nhiều cho sự lột xác ở mùa giải năm nay, bên cạnh những ứng cử viên quen thuộc như là Hà Nội và Viettel. Ngày nay thì Nam Định ra sân với 3 cầu thủ ngoại binh, đó là Wesley ở vị trí trung vệ, Rodrigo và Ramos ở tuyến đầu. Và lúc này các cầu thủ Nam Định vẫn đang thử việc hai cầu thủ ngoại nữa. Và theo quy định thì trước khi bước vào vòng đấu thứ 3 họ có quyền thay đổi ở các vị trí ngoại binh. Trong số hai ngoại binh đang thử việc tại câu lạc bộ Nam Định thì có một chơi vị trí trung vệ, đó là Joma Heculano. Lẽ đầu tiên Nguyễn Văn Sĩ vẫn còn chưa thực sự yên tâm về vị trí của Wesley. Thành Lương, Ramos phản công dành cho đội áo vàng. Đây là những bóng đã tạo ra bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Ramos, vẫn là Ramos, đường chuyền vào là hơi nhẹ nhưng vẫn đang là cầu thủ chủ nhà. Rodrigo, cú sút. Trong hiệp một thì Rodrigo có hai tình huống dứt điểm, trong số đó đã trở thành bàn thắng từ quả đá phạt góc. Những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã tuyên bố về sự hài lòng của ông với màn trình diễn của Rodrigo trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải ngày hôm nay đã xuất hiện chính thức một cách mạnh mẽ trên sân vận động Thiên Trường. Bàn thắng thứ hai của câu lạc bộ Nam Định đến từ một tình huống cố định. Quả bóng mà Bruno đã không thể theo kèm đối với Rodrigo. Phạt được thực hiện bởi Mạnh Hùng. Ngân Văn Đại, Hà Nội phản công. Cũng được treo tới vị trí của Kiều Văn Hê. Chỉ là những tình huống dứt điểm. Ramos, cảm giác bóng của Ramos là khá tốt, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng đối với trận đấu ngày hôm nay. Sẽ bị ảnh hưởng và cuối cùng thì nó đã trở thành sự thật.
trận đấu chính thức. Để việc khó người khó ta là điều mà câu lạc bộ Hà Nội khó có thể đổ lỗi. Họ sẽ phải làm cách nào để giải quyết được tình trạng này. Kiều Văn Hề, Quang Hải, cơ hội dành cho câu lạc bộ đội Quang Hải, không vào. Bruno vẫn không vào. Đây có thể coi là cơ hội rõ rệt nhất mà Hà Nội đã làm được kể từ đầu trận. Phối hợp bài bản giữa Kiều Văn Hề và Quang Hải, một chút nữa thôi. Nỗ lực của thủ môn Hồ Văn Tú đã khiến cho cơ hội của đội khách trôi qua. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Thành Lương. Đức Huy. Lợi thế dành cho câu lạc bộ đội, dứt điểm, có vào. Hai cơ hội liên tiếp dành cho đội khách. Và ở cả hai cơ hội này thì thủ môn Hồ Văn Tú đều chơi xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Phạm Thành Lương. Một hiệp hai hứng khởi đang chờ đợi chúng ta ở trước mắt. Và đó là một sự mở đầu miễn chê của V1 2021. Ramos và Rodrigo. Thành Lương. Vẫn đang là Thành Lương. Quả đóng vào là của Văn Dũng. Kiều Văn Hề. Cú sút. Quá khó cho Kiều Văn Hề. Phạm Việt và có tới hàng loạt cầu thủ phòng ngự của Nam Định ở trước mặt. Ngoại binh của Hà Nội trên hàng công Giovane và Bruno, những người đã sở hữu cho cá nhân mình mỗi người 8 bàn ở mùa giải năm ngoái, vào lúc này vẫn chưa thể đem lại sự khác biệt. Đó đều là những ngoại binh đắt giá mà Hà Nội sở hữu ở mùa giải năm nay. Đình Trọng, hai trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội là Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Trọng gặp quá nhiều khó khăn trong những tình tranh chấp bóng bổng với Ramos và Rodrigo ở trong hiệp 1. Đó là những pha bóng đã dẫn tới hai bàn thua của đội khách. Thank you.
Xuân Quyết. Thành Lương. Sự quyết liệt đến từ cầu thủ Nam Định. Bruno đã nổi nóng sau khi chứng kiến Mạnh Hùng phạm lỗi với Phạm Thành Lương. Và đó là điều mà trung phong của câu lạc bộ Hà Nội cần phải tránh vào lúc này. Cầu thủ Nam Định bên phía phần sân nhà sử dụng những tình huống vào bóng dắt. Cầu thủ Hà Nội đã gặp khó bởi đội tuyển mặt sân. Nó không có khoảng không gian nào để thở. Gần như là không có được những pha xử lý cá nhân như ý muốn. Đội chơi kiểm soát bóng và sử dụng được kỹ thuật cá nhân ưu việt của mình. Động tác tiểu xảo của Bruno. Phản ứng thì cho rằng cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội lẽ ra phải nhận thẻ phạt với vì vừa rồi. Người sẽ điện quả đá phạt là Phạm Thành Lương. Không được. Đó là của Ramos. Của mùa giải mới và bất ngờ đang diễn ra trên sân Thiên Trường. Đây là trận đấu mà đội từng gặp khó khăn trong những năm vừa qua. Mình nói bất ngờ bởi lẽ đây là một trận đấu giữa hai đội bóng có mức độ đầu tư và chuẩn bị cho mùa giải mới về mặt con người là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí là ở lực lượng nội binh thì mọi người có thể nhận thấy rõ sự chênh lệch. Nhưng trên sân nhà, trận đấu mà câu lạc bộ Nam Định vẫn biết cách để kiếm tìm những điểm số quan trọng trong cuộc đua chủ hạng ở 3 năm gần đây, thì đây là một trận đấu phải nói là quá thành công với họ trong 1 giờ đồng hồ thi đấu đầu tiên. Không có một chút rườm rà nào cả, mọi thứ đều diễn ra nhanh gọn. Bruno, Đức Huy. Xuống biển của Hà Nội đã bị bắt bài và họ cũng không thể phối hợp nhỏ với nhau trong một điều kiện phạt sân như thế này. Mạnh Hùng chuyển rất hay của Hoàng Xuân Tân và đây là Ramos. Cú vào, cú đá thứ hai của Ramos đánh được. Quá đáng tiếc, cầu trường Thiên Trường một lần nữa dậy sóng với cơ hội dành cho đội chủ nhà. Tất cả đều ôm đầu tiếc nuối. Và lại là một tình huống bóng bổng. Khi mà Giovane còn đang mải mê tranh cãi về việc tại sao ông Ngô Duy Lân không thổi phạt, thì Nam Định đã ngay lập tức triển khai một đường tấn công nhanh. Đây là đường chuyền của Hoàng Xuân Tân hướng tới vị trí của Ramos. Không chịu bóng gọn gàng, quan sát trước khi dứt điểm. Nhưng lần này thì thủ môn Văn Công đã băng ra và làm hẹp đi góc sút của ngoại binh bên phía Nam Định. Cơ hội vẫn còn với phòng thứ hai và chỉ thiếu may mắn và chuẩn xác một chút thôi để Rodrigo có được cú đúp. Kiều Phan Hê. Thank you.
Phan Thanh Trường sẽ được đưa vào sân. Người rời sân là Trần Mạnh Hùng. Đó là sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Văn Sĩ. Thành Lương. Thành Lương. Văn Dũng. Được giải tỏa những xử lý của Ramos. Đội chơi Hà Nội đã có nhịp hơn một chút ở trong hiệp 2, nhưng như thế là chưa đủ. Ngân Văn Đại dứt điểm ngay và đi đúng vào vị trí của thủ môn Lộc Văn Tú. Chuyển cảm thái khá tốt của câu lạc bộ Hà Nội và một trong những bóng hiếm hoi. Cầu thủ đá cánh của họ có được khoảng không gian cần thiết để xử lý trái bóng theo ý mình. Đến như vậy. Trên băng ghế dự bị, Hà Nội còn có Lê Tuấn Tài, Đậu Văn Toàn, thủ môn Bùi Tấn Trường, Quốc Long, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hồng Sơn và Vũ Minh Dĩ. Người đang ngồi trên khán đài của Hà Nội như Duy Mạnh, Phan Hề quá sâu. Sự thay đổi người thứ ba của câu lạc bộ Hà Nội thì Hồng Sơn được sử dụng để thay thế cho Đức Huy. Thank you.
xuất sắc nhất của mùa giải năm ngoái đang gặp khó trong việc tìm được tiếng nói chung với những người đồng đội. Nhịp phối hợp vẫn được đánh giá là không được nghi muốn. Có lỗi của Ramos. Thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Cái bàn thắng cho tới thời điểm này đều được ghi trong hiệp 1. Văn Kiên. Rất khó. Những hình ảnh rất đẹp và đáng yêu đối với những gì mà các cổ động viên Nam Định vẫn luôn muốn mang tới. Tới thời này thì mọi thứ vẫn đang hết sức tốt đẹp với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Cú chuyền chân tai hại Rudo. Quang Hải. Trọng tài Ngô Duy Ân xua tay. Mở ra một đợt phản công dành cho đội bóng áo vàng. Xuân Quyết. Phạt góc dành cho đội chủ nhà. Đã mang về bàn thắng thứ hai cho Nam Định ở hiệp 1. Bây giờ thì các cầu thủ phòng ngự Hà Nội sẽ phải để mắt nhiều hơn, đặc biệt là với ba ngoại binh của đội chủ nhà. Quả đá phạt góc thứ hai của Nam Định trong trận đấu này. Và đây là phút thứ 70. Thanh Trường. Qua người. Vẫn là Thanh Trường. Cho Hà Nội là Phạm Thành Lương. Số 11 đã có một cú sút nguy hiểm ở hiệp đấu này. Đánh đâu? Phải
đường chậm thuộc về Bruno. Của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chơi bóng của Thành Lương. Thứ 75, 15 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức và Hà Nội vẫn đang bị dẫn 2-0. Đội chủ nhà vẫn đang bảo vệ được thành quả của họ đã có được sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiệp đã thay 3 cầu thủ. Nữa. Quang Hải. Sẽ diễn ra 3 cặp đấu của vòng đấu đầu tiên. Sơn La Nghệ An gặp Topelem Bình Định, BKMX Bình Dương gặp Đông Á Thanh Hóa và Viettel đội đương kim vô địch sẽ đón tiếp Hải Phòng trên sân nhà đây ở trận đấu muộn nhất. Ngày chủ nhật sẽ diễn ra 3 cặp đấu còn lại. SHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Kiều Văn Đề. Thế mà thôi.
người đang bị đau là Đinh Văn Trường. Cầu thủ nhận thẻ vàng bên phía đội khách là Thành Lương. Đoàn Thanh Trường. Các cầu thủ Nam Định được chỉ đạo phải vô cùng tập trung ở các vị trí hậu vệ biên, và cả hai hậu vệ biên của họ là Đinh Văn Trường và Đoàn Thanh Trường đều đã phải nhận thẻ phạt. Quang Hải. Không thực sự như ý, nhưng đó là pha xử lý cần thiết của Wesley. Phút 80. Số vẫn đang là 2-0. Sơn không cho ai cả. Trận đấu thứ hai thì Hà Nội sẽ trở về sân nhà và đối thủ của họ là BKMX Bình Dương. Trong khi đó thì Nam Định sẽ tới làm khách trên sân của Hải Phòng. Giải năm ngoái đi trận đấu giữa Nam Định gặp Hải Phòng trên sân Thiên Trường là một trong những trận cầu giàu cảm xúc nhất của V-League. Nếu như kết quả này giữ nguyên thì ứng cử viên vô địch Hà Nội sẽ phải đón nhận trận thua. Đó là bất ngờ đầu tiên của mùa giải, cho thấy tính khó lường, thách thức và kỳ vọng về cuộc chạy đua hấp dẫn cho mùa giải năm nay là một điều hoàn toàn hợp lý. Và ngày mai thì chúng ta sẽ được kiểm chứng những bước chạy đầu tiên của đội bóng mới lên hạng nhưng được đầu tư cao là Top Lane Bình Định, cái tên quen thuộc của V-League Sông Lam Nghệ An. BKMX Bình Dương lấy bàn tay của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Đông Á Thanh Hóa của huấn luyện viên Petrovic và đương kim vô địch Viettel của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ thi đấu như thế nào, và liệu Hải Phòng có tạo ra được bất ngờ giống cái cách mà Nam Định đang làm được trước Hà Nội ngày hôm nay hay không. Ngày mai thì Hải Phòng sẽ phải chơi trên sân hàng đẫy của đương kim vô địch Viettel. Hồng Sơn, Rudo, bây giờ thì sẽ là một quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Hà Nội sau pha phạm lỗi của Wesley. Lần đầu tiên trong trận đấu này Hà Nội có được một quả đá phạt trực tiếp ở một cự ly có thể coi là nguy hiểm, cự
ly mà Quang Hải có khả năng thực hiện những quả đá phạt tốt, và cả Giovane nữa. Ngày thi đấu mà tấn công của Hà Nội đã chơi cực kỳ bế tắc. Liệu có thể có một ngôi sao nào của Hà Nội có thể lên tiếng pha bóng này hay không? Hết sức hồi hộp và căng thẳng. Trận đấu đang diễn ra ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đứng trước bóng là Quang Hải. Cú ly mà anh đã từng ghi bàn, thậm chí là còn xa hơn ở Asian Cup. Cả bàn thắng vào lưới của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái nữa. Quả đá phạt của Quang Hải, bóng không vượt qua hàng rào. Thêm một cú đá nữa và vẫn không chính xác. Cú đá bồi là của Phạm Thành Lương. Dứt điểm thiếu chính xác của các cầu thủ tấn công Hà Nội càng làm cho tinh thần của cổ động viên Hà Nội trở nên hưng phấn hơn, khi mà đội bóng của họ đang chiến đấu đến những phút cuối cùng để duy trì thành quả. Đáng ghi nhận. Và với cách chơi như thế này, bên cạnh sự tỏa sáng của các ngoại binh, thì ngôi sao lớn nhất xứng đáng là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, người đã đọc thấu hết những tình huống có thể xảy ra với cách chơi của câu lạc bộ Hà Nội, cách thức chuẩn bị cơ sở vật chất một cách tinh quái nữa để chờ đón cuộc đối đầu này. Và đó là những điều mà Nam Định có thể chờ đợi cho một màn trình diễn mà nhiều viên của bóng này muốn. Đội bóng của mình không phải năm nào cũng phải chờ đợi đến vòng đấu cuối cùng mới có thể yên tâm trụ hạng. Không nhiều câu lạc bộ có thể chơi với câu lạc bộ Hà Nội như thế này. Và một lần nữa thì Thiên Trường lại trở thành mảnh đất dư với câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số mà họ đang phải đón nhận là tỷ số mà họ đã thua cũng trong tâm trạng là tâm phục khẩu phục cách đây 2 năm. Phút thứ 86, thắng lợi đang đến rất gần với đội chủ sân Thiên Trường. Và với những gì đã diễn ra, với một hiệp một bùng nổ của hàng công và một hiệp hai đây chắc chắn ở vùng phòng ngự, thì đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đừng quên là thời gian vẫn còn ở phía trước. Hà Nội hùng dũng. Không được. Người vừa đánh đầu đó là Bruno. Mỗi khi bước vào một mùa giải kể từ khi lên chơi ở V-League 1, thì cơn đau đầu đối với đội ngũ
huấn luyện và quản trị của đội bóng Nam Định luôn luôn xuất hiện về nhiều yếu tố. Và đặc biệt là trong năm nay, khi mà các cầu thủ trụ cột đã tạo nên rất nhiều những màn trình diễn đáng xem ở mùa giải năm ngoái, như Domelo, như Rafenson và Lê Sĩ Minh đã rời khỏi đây, thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Nam Định ở trận này gồm có thủ môn mang áo số 22 Hồ Văn Tú, cao thủ số 5 Lâm Anh Quang mang băng đội trưởng, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 10 Trần Mạnh Hùng, số 11 là Rodrigo, số 12 Đinh Văn Trường, số 23 Phan Văn Hiếu, số 29 Nguyễn Đình Mạnh, số 44 Wesley Dos Santos, số 77 Mai Xuân Quyết và số 91 là Ramos. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định là ông Nguyễn Văn Sĩ. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là ông Chu Đình Nghiêm, người đang cùng với đội bóng của mình đứng trước thách thức khi họ đọc ra mục tiêu cao ở mùa giải năm nay, đó là vô địch ở tất cả các giải đấu mà họ tham dự trong đấu trường bóng đá quốc nội. Sau một mùa giải đánh mất chức vô địch vào tay của câu lạc bộ Viettel ở những cuộc chạy đua nước rút cuối cùng, thì chắc chắn là những sự bổ sung cho thấy tham vọng của câu lạc bộ Hà Nội đang được thể hiện một cách rõ rệt. Thêm một quả tạt nữa, người vừa phá bóng đó là Wesley Dos Santos. Đội xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 30 Nguyễn Văn Công, cao thủ số 10 Văn Quyết mang băng đội trưởng, số 13 Trần Văn Kiên, số 15 Phạm Đức Huy, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 21 Trần Đình Trọng, số 37 Bruno Cunha, số 66 Nguyễn Văn Dũng, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 88 Đỗ Hùng Dũng và số 94 là Giovane. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội là ông Chu Đình Nghiêm. Và qua người khá hay của Quang Hải, đánh đầu. Như vậy là trong khoảng 3 phút thi đấu đã trôi qua thì câu lạc bộ Hà Nội đã có được 2 cơ hội từ những tình huống tạt bóng ở hai biên, và cả hai lần thì người dứt điểm đều là Bruno. Bruno là người đã ghi 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái trong máu của câu lạc bộ Viettel, đặc biệt là bàn thắng quan trọng nhất, bàn thắng mang về ngôi vị vô địch cho câu lạc bộ Viettel trên sân vận động Thống Nhất ở vòng đấu cuối cùng. Sau khi Pedro Paulo chuyển tới chơi cho các nhà đương kim vô địch Viettel, thì Bruno đã lựa chọn cho mình một bến đỗ mới, đó là câu lạc bộ Hà Nội. Thực tế là trong năm 2021 này, việc lựa chọn tuyển chọn các ngoại binh của các câu lạc bộ, bất kỳ một đội bóng nào, đều sẽ vô cùng hạn chế. Đối với câu lạc bộ Hà Nội, họ quyết định lựa chọn những cái tên đã được thẩm định tại V-League từ các đội bóng đối phương. Bởi vào lúc này, để tìm ra một ngoại binh đến từ nguồn ở bên ngoài V-League thì việc thẩm định về mặt chất lượng thực sự sẽ tốn khá nhiều thời gian và là một canh bạc đối với bất kỳ một huấn luyện viên nào. Được xuất trụ hạng khi chỉ hơn câu lạc bộ Quảng Nam về chỉ số phụ. Đây là Ramos, người trở lại với V-League. Anh đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa, và xét trên bình diện của ba cầu thủ ngoại binh mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã ký hợp đồng là Rodrigo, Wesley Dos Santos và Ramos, thì vai trò và vị thế của Ramos cũng như là Rodrigo chắc chắn hơn so với trung vệ Wesley mang áo số 44. Lúc này thì câu lạc bộ Nam Định vẫn đang thử việc một cầu thủ ở vị trí trung vệ, đó là Herman Herculano. Ramos và phối hợp cùng Rodrigo. Văn Hậu gặp chấn thương, với đó là sự vắng mặt của Lê Văn Xuân cũng bởi lý do sức khỏe. Người đá chính cho câu lạc bộ ở vị trí về cánh trái trong trận đấu này là Nguyễn Văn Dũng. Ở mùa giải năm nay thì Nguyễn Văn Dũng cũng đã thay đổi số áo của mình, anh đang mang chiếc áo số 66. Các cổ động viên của đội chủ nhà đang chờ đợi vào sức trẻ của những nhân tố mới.
mới trong đội huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Đối với các cầu thủ trẻ, nếu vượt qua được trận đấu đầy khó khăn ở vòng đấu khai mạc thì họ sẽ có nhiều lý do để tự tin hướng tới những vòng tiếp theo. Rồi là pha tranh chấp giữa Đình Trọng và Ramos. Trong những cuộc trao đổi gần đây nhất thì Đình Trọng cho rằng mình đã đạt đủ 100% để sẵn sàng trở lại. Đó là điều mà câu lạc bộ Hà Nội cũng chờ đợi từ những cầu thủ như là Duy Mạnh trong thời gian tới đây. Ở hàng phòng ngự thì Duy Mạnh và Thành Trung đều không được đăng ký trong trận đấu này. Ramos quá người. Giovanni phối hợp cùng Bruno. Và sân Thiên Trường đang không được tốt cho lắm. Bóng đi lập bập trong những tình huống phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình. Đây là đường truyền của Bruno. Cả hai tân binh của câu lạc bộ Hà Nội là Giovanni và Bruno đều đã ghi được 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Trận đấu mà quý vị và các bạn đang theo dõi là trận đấu đầu tiên của vòng 1. 6 trận đấu còn lại sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Lần lượt các đội bóng sẽ có cơ hội để ra mắt với người mộ trong những trận đấu chính thức. Người mộ bóng đá Việt Nam đang đầy hào hứng cho sự trở lại của giải đấu V-League 1 2021. Vì trong những tháng vừa qua, sau khi kết thúc mùa giải 2020, thì đã có hàng loạt những câu lạc bộ thể hiện tham vọng của họ thông qua những bản hợp đồng mới, cả trên băng ghế huấn luyện cũng như là ở các vị trí thiết yếu họ cần phải bổ sung. Năm nay sẽ là một năm mà chúng ta được chứng kiến sự trở lại của Kia Thi Sắc ở vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Người ta cũng sẽ được chứng kiến câu lạc bộ BKMX Bình Dương thi đấu dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, người sau 5 năm đã rời khỏi câu lạc bộ Than Quảng Ninh. SAB Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Đình Đức, một trong những câu lạc bộ đã rất nhanh tay nhanh chân trong thị trường chuyển nhượng, có được cho mình những bản hợp đồng chất lượng ngay sau khi mùa giải kết thúc cũng sẽ là một ứng cử viên đáng gờm. Xét về mặt tổng thể, mọi thứ sẽ là rất đáng xem. Và việc lựa chọn sân vận động Thiên Trường cho trận đấu đầu tiên ngày hôm nay, cho một sân vận động chật kín khán giả, có thể sẽ là một trận đấu cống hiến nhiều về phương diện chuyên môn, là một điều hoàn toàn phù hợp. Mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng có hàng công mạnh nhất. Họ có 37 pha lập công sau khi kết thúc mùa giải. Nhưng họ không phải là đội bóng đã lên ngôi vô địch. Viettel với 7 trận thắng 1-0 trong hành trình của mình đã chứng tỏ sự thực dụng tối đa và có được ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt Nam. Xuân Quyết. Hùng. Khá hay. Mai Xuân Quyết. Không được. Quả bóng phán đoán tốt của Đức Huy. Ngăn chặn solo của rồi Mai Xuân Quyết. Xuân Quyết cùng với Xuân Tân đều là những cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn và từ lửa trong hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22. Bóng trong những phút thi đấu vừa qua là 55% thuộc về đội khách, điều không mới. Người ta đã dự đoán là Hà Nội sẽ tiếp tục